Bạn đã đến với chương trình Bé kể bé nghe của Ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Mình tên là Teresa Trần Phúc Minh Anh, mình đến từ giáo xứ Lái Thiêu. Nhân dịp mùa Giáng sinh về, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Cô bé bán diêm. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Trời đông rét dữ dội, tuyết đã rơi, trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa. Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối. Lúc ra khỏi nhà, em có đi giày phải, nhưng giày vải phỏng thì có tác dụng gì kia chứ? Giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá. Em đã liên tiếp làm văng mất cả hai chiếc khi em chạy qua đường, vào lúc hai chiếc xe ngựa đang phóng nước đại. Chiếc thứ nhất bị xe sông Mã nghiến, rồi dính theo tuyết vào bánh xe. Thế là mất hút. Còn chiếc thứ hai, một thằng bé lượm được, cười sằng sặc, đem tung lên trời. Nó còn nói với em bé rằng nó sẽ giữ chiếc giày để làm nô cho con chó sau này. Thế là em phải đi đất. Chân em đỏ ửng lên rồi bầm tím lại vì rét. Chiếc tạp dề cũ kỹ của em đựng đầy diêm, và tay em còn cầm thêm một bao. Em cố kiếm một nơi có nhiều người qua lại, nhưng trời rét quá, khách qua đường đều rảo bước rất nhanh, chẳng ai đói hoài đến lời chào hàng của em. Suốt ngày, em chẳng bán được gì cả, và chẳng ai bố thí cho em chút đỉnh. Em bé đáng thương, bụng đói cực rét, vẫn lang thang trên đường. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài xõa thành từng búp trên lưng em cũng không để ý. Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong phố sực nước mùi ngỗng quay. Chả là đêm giao thừa mà. Em tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội hiền hậu của em còn sống, em cũng được đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã cướp bà em đi mất. Gia sản tiêu tán và gia đình em đã phải liền xa ngôi nhà xinh xắn có dây trường xuân leo quanh, nơi em đã sống những ngày đầm ấm, để đến chui rút trong một xó tối tăm, luôn luôn nghe những lời mắc nhiếc, chửi rủa. Em ngồi nép trong một góc tường giữa hai ngôi nhà, một cái xây lùi lại một chút, em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc em càng thấy rét buốt hơn. Tuy nhiên, em không thể nào về nhà nếu không bán được ít bao diêm, hay không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về, nhất định là cha em sẽ đánh em. Vả lại, ở nhà cũng rét thế thôi. Cha con em ở trên gác, sát mái nhà và, mặc dầu đã nhét rễ rách vào các khe hở trên vách, gió vẫn thổi rít vào trong nhà. Lúc này, đôi bàn tay em đã cứng đờ ra. Chà, giá quẹt một que diêm lên mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơn ngón tay nhỉ? Cuối cùng, em đánh liều quẹt một que diêm. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt. Em hơ đôi tay trên que diêm sáng rực như than hồng. Chà, ánh sáng kỳ diệu làm sao? Em tưởng chừng như đang ngồi trước một lò sưởi bằng sắt, có những hình nói bằng đồng bóng nhoáng. Trong lò, lửa cháy nơm đến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịu dàng. Thật là dễ chịu. Đôi bàn tay em hơ trên ngọn lửa, bên tay cầm diêm, cái ngón cái nóng bỏng lên. Chà, khi tuyết phủ kín mặt đất, gió bất thổi vun vút, mà được ngồi bằng giờ như thế, trong đêm đông giá buốt, trước một lò sưởi thì khoái biết bao. Em vừa duỗi chân ra sưởi thì lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất. Em ngồi đó, tay cầm ve diêm đã tàn hẳn. Em bần thần cả người và chợt nghĩ ra rằng, cha em đã giao cho em đi bán diêm, đêm nay về nhà thế nào cũng bị cha mắng. Em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên, bức tường như biến thành một tấm rèm bằng vải màng.
Em nhìn thấu tận trong nhà, bàn ăn đã dọn, khăn trải trắng tinh. Trên bàn bày toàn đĩa quý giá và có nhiều cả một con ngỗng quay. Nhưng điều kỳ diệu nhất là ngỗng ta nhảy ra khỏi dĩa và mang cả dao ăn, phóng xếp, cắm trên lưng, tiến về phía em bé. Rồi que diêm vụt tắt. Trước mặt em chỉ còn là những bức tường đầy đặc và lạnh lẽo. Thực tế đã thay thế cho mộng mị. Chẳng có bàn ăn thịnh soạn nào cả, mà chỉ có phố xá vắng teo, lạnh buốt, tuyết phủ trắng xóa, gió bất thổi vi vu và mấy người khách qua đường quần áo ấm áp vội vã đi đến những nơi hẹn hò, hoàn toàn lãnh đạm với cảnh nghèo khổ của em bé bán diêm. Em quẹt que diêm thứ ba, bỗng em thấy hiện ra một cây thông Noel. Cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn cây mà em đã được thấy năm ngoái qua cửa kính của một nhà buôn giàu có. Hàng ngàn ngọn nến sáng rực, lấp lánh trên cành lá xanh tươi và rất nhiều bức tranh màu sắc rực rỡ như những bức bày trong các tủ hàng hiện ra trước mắt em bé. Em với đôi bàn tay về phía cây, nhưng diêm cắt. Tất cả những ngọn nến bay lên mãi rồi biến thành những ngôi sao trên trời. Chắc hẳn có ai vừa chết, em bé tự nhủ, vì bà em, người hiền hậu độc nhất đối với em, đã chết từ lâu. Trước đây thường nói rằng, khi có một vì sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với Thượng Đế. Em quẹt một que diêm nữa vào tường, một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh em bé. Rõ ràng là em nhìn thấy bà đang mỉm cười với em. Bà ơi! Em bé reo lên, cho cháu đi với. Cháu biết rằng, diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy. Nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này. Trước kia, khi bà chưa về với Thượng Đế Chí Nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao. Dạo ấy, bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà. Bà ơi, cháu ngoan bà. Bà xin với Thượng Đế Chí Nhân cho cháu về với bà. Chắc người không từ chối đâu. Que diêm tắt vụt và áo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cũng biến mất. Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại. Diêm nói nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em. Rồi hai bà cháu bay vụt lên cao. Cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thượng Đế. Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất. Nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có một đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. Ngày mùng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm. Trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau, chắc nó muốn sưởi cho ấm. Nhưng chẳng ai biết cái kỳ diệu mà em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.